Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Sky Network nhận 4.000 tóc cần có hiệu là XLK. Là chương trình góp này random cho 786.000 người may mắn nha các bạn. Thì tổng số góp được có 50.000 tóc cần XLK nè các bạn. Thì dự án này khá là ngon các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click xuống link mô tả dưới video mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn đăng ký một cái tài khoản để fit name nè. Thì bạn ghi họ và tên của mình vào các bạn. Rồi lát nè các bạn ghi tên của mình nha bạn. Phan phan các bạn. Rồi một ý quan trọng là một email mình các bạn. Các bạn điền địa chỉ email mình cho chính xác các bạn. Sau đó các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn vào setting. Mình dùng username nào đây? Này đi. Các bạn copy là username của mình chỗ này nè các bạn. A cộng anh 4 số 3. Một hai ba bốn. Rồi tiếp tục các bạn dùng địa chỉ với PHLC20 trên YouTube Collect của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi sau đó các bạn mới áp vào YouTube này nè các bạn. Chết bà YouTube này nè các bạn. Chấp nhận điều khoản đó. Rồi bạn bấm vào Enter nè các bạn. Rồi sau đó sẽ có một cái email gửi về MyCode cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi VSSwap nè, gửi về cho bạn một mã code nè. Các bạn copy mã code này giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn sẽ ghép đó nè. Rồi các bạn mở ra lại nè, các bạn bắt mã code này nè. Rồi các bạn bấm vào verify nha các bạn. Ok ok. Rồi xuống đây thì các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Khá là nhiều luôn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Xin up. Rồi các bạn xin up nó này luôn đi các bạn điền đánh email của mình vào nè. Rồi bấm xin up. Khi bạn bấm email bấm xin up thì xong thì các bạn mở email của bạn vào email config nha các bạn. Starter connect nè. Rồi các bạn nhấp vào một cái đường link này để các bạn verify nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi trên kênh YouTube này bạn đăng ký luôn các bạn. Các bạn xem một cái video like cho nó luôn các bạn. Các bạn like luôn đi. Rồi các bạn bắt up nữa nè. Được hai rồi. Tiếp tục các bạn like Facebook nữa nè. Trên Facebook thì bạn bấm thích nha bạn. Rồi các bạn xuống đây nè. Các bạn like trang của nó luôn bạn. Các bạn chia sẻ công khai luôn nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter thì bạn theo dõi nha bạn. Rồi các bạn like nữa nè. Sorry các bạn. Like đi. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi. Đã follow rồi mà. Các bạn chỉ việc lock lại trang thôi các bạn. Đem lock lại trang các bạn. Rồi sau khi mà lock lại trang thì nó sẽ cộng tài quýt các bạn bạn. Rồi nhiệm vụ như đây các bạn join vào kênh group luôn đi các bạn. Nãy mình chưa join kênh group nữa. Trên group nó bạn son sao nè. Rồi các bạn bật up lên nè. Rồi nó có YouTube rồi các bạn. Rồi tiếp tục retweet nè. Nhấp vào. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên các bạn. Chat lại nè. Rồi các bạn bật up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn Resi Token. Đây thì nó kêu các bạn đọc thôi các bạn. Tôi đã sẵn sàng tìm hiểu. Rồi các bạn lướt xuống có khoảng 30 giây đi các bạn.
Bạn đọc xong thì bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn sẽ nhận nè, đọc báo phát triển trên hệ tiếp của Grab. Rồi. Các bạn cứ việc nhấp vào các bạn. Các bạn chờ cho khoảng 30 giây nha các bạn. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục các bạn đọc nè. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn đọc nha. Khá là đơn giản các bạn. Bạn chưa làm gì quay đi các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục bạn theo dõi nè. Follow Twitter nữa nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nè các bạn. Chủ đề các bạn like luôn các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục thì các bạn đem log lại trang, ngày sau nó chưa cộng cái mục này nữa ta. Ok, mình log lại trang nó đã cộng rồi bạn. Tiếp tục bạn visit website của nó, bạn xem có website của nó thôi các bạn. Đây nó giới thiệu network của nó thôi các bạn. Rồi bạn bắt đặt lên đây các bạn. Rồi visit website cái nữa nè. Rồi bạn bắt đặt bên đây các bạn. Rồi visit website nữa cái nữa nè. Gì đâu website nó nhiều dữ ta. Rồi các bạn vào đây các bạn xem qua website nó như tương tự đi nha các bạn. Thì mình cắt cái khúc này. Rồi sau khi các bạn truy cập website xong thì các bạn vào đây tìm hiểu nữa các bạn. Tết và câu trả lời ở đâu. Nó kêu bot financial là gì, mạng xã hội phi tập trung. Cung cấp câu trả lời. Thì câu trả lời mình có để cho phần link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Rồi đáp án mình có để cho bạn là câu đầu tiên câu F nè. A, B, C, D, E, F. Phải không ta? Câu F nè. Để đem lại A, B, C, D, E, F. Rồi, các bạn cung cấp câu trả lời nè. Rồi, câu số 2 nè. Câu số 2 là câu gì ta? Câu F. Câu E chứ. A, các bạn đếm xuống nha bạn. A, B, C, D, E. Cô nghe câu này nè. Rồi cung cấp câu trả lời 2. Tiếp tục câu số 3 nè các bạn. Câu số 3 là câu gì ta? F, E, D. Các bạn cứ đếm xuống nha các bạn. A, B, C, D. Câu này đúng rồi. Rồi các bạn cung cấp câu trả lời nha các bạn. Rồi câu tiếp theo là tìm hiểu. Rồi câu tiếp theo là hồi nãy là câu gì ta? Câu D ha. Giờ tiếp tục câu C. A, B, C. Đúng không ta? Rồi cung cấp câu trả lời. Rồi tiếp tục câu B câu A quá. Tiếp tục câu B câu A. Mình làm chậm chậm cho tỉ mỉ các bạn. Để mình sang cái là công trình mình bỏ hết A, B này. Coi lại cái nữa cho chính xác 100% nè. Rồi bấm vào cung cấp câu trả lời. Tiếp tục câu A quá. Rồi các bạn chọn câu A đầu tiên nè các bạn. Rồi các bạn cung cấp câu trả lời nè các bạn. Rồi các bạn việc nhấp vào một link này mà lấy link ghép sẻ trong bài người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Để kiếm thêm điểm để có cơ hội nha. Giành chiến thắng các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.